Chiếc đầm ạ dành riêng cho mùa thu đến từ Melia, được làm với dòng chất liệu vải tuyết si denim cao cấp, có độ lên phong chuẩn chỉnh và giúp các quý cô xinh đẹp luôn luôn tỏa sáng và tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phần thân trên của chúng ta thật sự ấn tượng với những đường cắt cúp tinh tế sẽ khiến cho tất cả những đường nét mềm mại nhất trên cơ thể của các chị em được tôn lên một cách hoàn hảo và được phối với những sợi dây tách trang trí càng khiến cho các quý cô trở nên thật sự nổi bật và cuốn hút đối phương. Với thiết kế lần này thì toàn bộ những chiếc nơ làm từ pha lê sẽ là một trong những yếu tố để khiến cho thiết kế này mang vẻ đẹp vượt thời gian và giúp các quý cô tỏa sáng lấp lánh trong đám đông và nhất là ở những sự kiện quan trọng. Phần tay của chúng ta vẫn sẽ là một độ mồng hoàn hảo để có thể che đi khuyết điểm phần bắp tay chưa thon gọn. Điểm đặt eo cao mang tới cho các quý cô một thắt eo con kiến vạn người mê, kết hợp với form dáng xòe nhẹ nhàng và gam màu sắc cực kỳ trendy và phong cách, giúp các quý cô mang được nét đẹp của sự nữ tính nhưng cũng không kém phần cá tính. Với thiết kế này thì chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt và ứng dụng trong rất nhiều dịp khác nhau, dù là khi đi làm, đi chơi hay là đi tiệc thì các quý cô chắc chắn vẫn sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Hai cái mua hàng quen thuộc để sở hữu siêu phẩm này, các chị đẹp được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và bên em free ship toàn quốc nhé. Nếu như có thời gian, hãy ghé showroom của bên em để thử. Melia, mặc đẹp để thành công.